khán giả của Chuyên mục Ngon và Lành. Nói đến những chiếc bánh thì mọi người thường gắn liền với những chiếc lò nướng với những công đoạn rất là nhiều và phức tạp. Tuy nhiên thì ngày hôm nay Chuyên mục Ngon và Lành sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một loại bánh không cần lò nướng nhưng cũng có thể cho ra những chiếc bánh rất là đẹp mắt và vô cùng hấp dẫn. Vâng, đó là chiếc bánh được gọi là bánh mousse. Mọi người sẽ đồng hành và cùng hướng dẫn cho tôi ngày hôm nay đó là bạn Lê Thủy Xuân. Xin chào Lê Thủy Xuân. Dạ, chào chị ạ. Bạn là giảng viên chuyên gia dạy làm bánh ạ. Nói về bánh mousse đi. Và ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho quý vị các bạn loại bánh hương vị gì. Mousse là một loại bánh lạnh rất phổ biến ở châu Âu. Loại bánh này có một đặc điểm rất là vượt trội, đó là chúng ta sẽ không cần sử dụng lò nướng. Rất là thích hợp để ăn trong những ngày mùa hè oi bức như thế này. Và những cái thành phần chính để làm nên bánh mousse rất là đặc trưng đó chính là whipping cream và phần gelatin để là chất tạo đông. Chất tạo đông này thì có chiết xuất từ xương và da của động vật. Nó được chiết xuất ra từ collagen. Vì thế là nó cũng sẽ rất là tốt cho sức khỏe của trẻ em phụ nữ nữa. Khi mà chúng ta chế biến và làm ra một chiếc bánh không lò nướng thì cái ưu thế của chúng ta đã là không cần sử dụng đến một cái loại thiết bị rất là mắc tiền và phức tạp khi mà sử dụng đó chiếc lò. Và cái thứ hai nữa là chúng ta sẽ không cần phải sử dụng đến kỹ thuật đánh trứng, vì kỹ thuật đánh trứng cũng rất là phức tạp trong việc làm bánh ngọt. Mà chúng ta hoàn toàn chỉ cần là đánh bông phần whipping cream lên mà thôi và trộn chung với gelatin để tạo cho cái chất liệu bánh của chúng ta mềm mịn và kết dính lại với nhau. Và chúng ta có thể biến tấu với rất nhiều hương vị, ví dụ như là chocolate hay là bột trà xanh, hay là có thể pha trộn cùng với tất cả các loại hoa quả khác nhau nữa. Cho nên là em thấy rằng là loại bánh mousse này nó phù hợp với tất cả mọi đối tượng, từ trẻ em cho tới người lớn, và rất là được ưa chuộng phổ biến trong mùa hè. Vậy ngày hôm nay thì Xuân sẽ giới thiệu đến khán giả Ngon và Lành bánh mousse với hương vị là gì? Hôm nay thì em xin lựa chọn món bánh mousse với hương vị là trà xanh. Một hương vị mà có thể nói là ai cũng có thể ăn được đúng không ạ? Dạ vâng, hương vị rất là thần thuộc và phổ biến với mọi người. Về nguyên liệu đi, bạn có thể giới thiệu cụ thể từng nguyên liệu một ạ? Về phần nguyên liệu thì thành phần không thể thiếu đó chính là phần whipping cream. Thành phần thứ hai đó chính là đường. Tiếp theo đó đến là phần hương vị là phần matcha. Và mình có chuẩn bị một chút sữa tươi để có thể pha cùng với matcha để tạo thành hỗn hợp matcha sền sệt để mình có thể dễ dàng pha trộn cùng với whipping cream hơn. Ở đây là phần gelatin để tạo đông. Thì gelatin sẽ phát huy tác dụng khi mà chúng ta trộn chung với cả nước. Về phần đế bánh thì em sẽ sử dụng đế bánh quy. Đế bánh quy này em sẽ giã nhỏ và trộn cùng với cả bơ đã đun chảy. Về phần bánh quy thì các bạn có thể lựa chọn hương vị bánh quy mà mình yêu thích, có thể là bánh quy chocolate hoặc là bánh quy bơ. Bây giờ chắc hẳn là chúng ta sẽ bắt tay vào để cùng làm bánh thôi. Bước đầu tiên thì chúng ta sẽ chuẩn bị cho phần đế bánh. Ở đây mình sử dụng khoảng 200g bánh quy. Tuy nhiên rằng là bánh quy có phần kem ở giữa và mình sẽ không sử dụng phần kem này để tránh làm ảnh hưởng đến vị bánh. Thì mình sẽ tách phần kem ra và mình chỉ sử dụng phần bánh quy này thôi. Và mình sẽ lựa chọn là bánh quy sô-cô-la hả bạn? Dạ vâng. Tại vì em thấy rằng là vị sô-cô-la kết hợp với vị trà xanh nó rất là ăn ý. Như một cặp đôi bài trùng vậy. Sau khi tách phần kem ở giữa bánh quy ra thì bây giờ mình sẽ nghiền vụn bánh quy. Mình sẽ giã cho tới khi bánh quy thật là nhuyễn. Tức là nát luôn đấy hả bạn? Vâng, giã nát nhuyễn luôn ạ. Với cái đế của bánh mousse này thì đa phần mọi người sẽ dùng bánh quy như thế này hay là cũng có thể dùng loại khác được? Theo như em biết thì bánh mousse sẽ có hai dạng đế. Dạng đế thứ nhất là làm bằng cốt bánh bông lan. Và dạng đế thứ hai là làm bằng cốt bánh quy. Thì tuy nhiên là bởi vì tên bánh của chúng ta là bánh không lò nướng, vì vậy em đã lựa chọn cái đế bánh quy này để chúng ta không cần sử dụng đến lò nướng như là làm đế bằng bông lan. Và để làm cái bánh đế quy này thì nó sẽ tiết kiệm thời gian rất nhiều. Đã nhuyễn phần bánh quy xong thì bây giờ mình sẽ trộn bánh quy này cùng với các phần bơ đã đun chảy. Cái lượng bơ này cho vào thì cần như nào ạ? Em sử dụng trong công thức này là 50g bơ ạ. Làm sao để hỗn hợp của mình nó sền sệt đúng không? Dạ vâng. Khi mà chúng mình sử dụng bơ trộn chung với cả phần bánh quy thì sẽ tạo nên một cái phần bánh quy sệt sệt như kiểu đất sét ấy ạ. Khi mà mình nén vào trong khuôn và sau đó mình đưa vào trong tủ mát nghỉ khoảng 20 phút sau thì cái đế bánh nó sẽ kết chặt với nhau. Mình đã trộn xong bơ cùng với hỗn hợp bánh quy này thì mình sẽ đổ vô khuôn. Ở đây thì mình sử dụng khuôn 20cm là khuôn của đế rời.
thì để lúc mà chúng ta lấy bánh ra rất là dễ dàng. Vâng. Mình nhìn ở đây thì cái bánh này, cái bơ thì nó chỉ gọi là hơi nước thôi đúng không? Dạ vâng. Chứ nó không thành cái lớp gọi là sệt sệt. Nếu mà quá nhiều bơ thì cái phần bánh quy bơ của chúng ta sẽ quá béo ngậy, sẽ rất là khó ăn ạ. Và nó sẽ thành ra lại bị ướt quá. Nó bị ướt quá. Và khi mà nó đông lại thì lúc chúng ta cắt bánh rất là khó cắt. Nó sẽ cứng, rất cứng luôn ạ. Chúng ta dùng thìa để ném phần bánh quy này xuống chặt đáy khuôn. Dàn đều. Vâng, dàn đều. Và bây giờ thì mình sẽ đưa đế bánh này vào trong tủ mát để trong khoảng 20 phút cho tới khi cái đế nó đông lại, nó gắn kết lại với nhau. Và trong khi chờ đợi thì mình sẽ chuẩn bị cho phần mousse của chiếc bánh này. Trong phần mousse của chiếc bánh này, nguyên liệu không thể thiếu đó chính là whipping cream. Tuy nhiên trước khi làm đến từng whipping cream thì mình sẽ trộn phần matcha cùng với sữa tươi trước để matcha có thể hòa tan hoàn toàn, để khi chúng ta trộn vô whipping cream sẽ dễ dàng hơn. Các bạn có thể thay sữa bằng một chút nước cũng được. Ở đây thì mình sử dụng sữa để cho chiếc bánh của mình nó có hương vị sữa thơm ngon hơn. Công thức này thì em chỉ sử dụng khoảng 15g matcha thôi ạ. Nếu mà quá nhiều thì sẽ bị màu quá xanh, rất là dợ và đôi khi bánh còn có vị đắng nữa. Em sử dụng 5g gelatin và em sẽ đổ vô đây khoảng 10ml nước, ngâm trong khoảng 10 phút cho tới khi gelatin nở ra. Sau khi gelatin nở ra xong thì em sẽ đưa vào lò vi sóng bắn trong khoảng từ 15 đến 20 giây để làm gelatin tan chảy hoàn toàn. À, tức là phải cho một công đoạn vào trong lò vi sóng nữa. Vâng. Vì vậy là trong lúc chờ đợi gelatin này nở và đưa vào lò vi sóng làm đun chảy thì em sẽ bắt đầu đánh kem whipping cream. Trong công thức này em sử dụng 350ml kem whipping cream. Loại kem này thì có độ béo cao, chuyên dùng để sử dụng làm những cái loại bánh mousse hay là bánh cheesecake. Chúng ta sẽ bật ở tốc độ máy thấp nhất cho đến cao dần. Trong lúc đánh thì chúng ta sẽ cho dần đường vào. Đường ở trong công thức này mình sử dụng khoảng 50g đường. Các bạn có thể cho nhiều hơn nếu các bạn ăn được ngọt nhiều. Tuy nhiên là để dành cho trẻ em hay là người lớn thì mình nghĩ rằng lượng đường vừa phải sẽ hợp lý hơn. Whipping cream rất là nhanh chóng đã đông trở lại khi mà chúng ta đánh lên. Và các bạn lưu ý rằng là khi đánh whipping cream hay là topping cream thì chúng ta sẽ đánh ở trong phòng có nhiệt độ mát. Bởi vì nếu chúng ta đánh ở phòng nhiệt độ nóng quá thì kem sẽ bị chảy ra tách nước, sẽ không thể bông được. Chúng ta đánh phần whipping cream xong và đã đun chảy phần gelatin thì mình sẽ tiến hành trộn gelatin cùng với whipping cream. Nhưng mà có một mẹo nhỏ ở đây là chúng mình sẽ không đổ thẳng trực tiếp gelatin vào đây mà mình sẽ múc một chút whipping cream để trộn vào đây trước để giúp hỗn hợp trộn được đều dễ dàng hơn. Chúng ta sẽ trộn từng chút một. Theo là chúng mình sẽ trộn cái phần hương vị này cho chiếc bánh của chúng mình, đó chính là hương vị matcha. Với phần cơ bản của phần whipping cream này, các bạn có thể kết hợp được rất là nhiều hương vị khác nhau. Các bạn có thể tùy thích lựa chọn chocolate hay là các hương vị hoa quả khác nhé. Sau khi chúng ta đã chuẩn bị xong cho phần mousse trà xanh thì lúc này phần đế bánh ở trong tủ lạnh của chúng ta cũng đã đông lại. Thì bây giờ mình sẽ lấy đế bánh ra khỏi tủ và đổ phần mousse này lên. Như các bạn có thể thấy rằng là phần đế bánh của chúng ta đã đông lại và rất là chắc. Thì khi mà chúng ta đổ phần mousse vào thì mousse sẽ không bị chảy xuống khỏi khuôn. Chỉ cần là 15-20 phút thôi. Chỉ cần 15-20 phút thôi là đế bánh đã đông lại rồi. Được chưa ạ? Tiếp theo mình sẽ đổ phần mousse vào trong phần đế bánh. Sau khi đổ hỗn hợp mousse vào trong khuôn xong thì mình sẽ đưa ngay lập tức vào trong tủ lạnh để mát khoảng 10 đến 15 phút. Trong cái lúc mà mình chờ đợi thì mình sẽ chuẩn bị cho phần trang trí. Và ở đây em đã chuẩn bị sẵn những quả dâu rất là tươi ngon.
À, chúng mình sẽ đưa bánh vào tủ và chuẩn bị cho phần dâu này nha. Tức là 15 phút là mình chỉ để nó cho nó cái bề mặt nó sền sệt để mình trang trí thôi đúng không ạ? Dạ vâng. Còn nếu mà để bánh vào hoàn thành thì chắc là phải để thời gian lâu hơn. Dạ, để bánh hoàn thành thì chúng ta cần phải để trong khoảng từ 2 đến 3 tiếng. Và bây giờ thì em sẽ sơ chế cắt những quả dâu này thành những miếng nhỏ hạt lựu. Khi mà mình đưa bánh vào trong tủ mát xong, bánh đã se mặt lại thì mình sẽ trang trí bằng những dâu tây hạt lựu ở đây. Các bạn lưu ý là mình chỉ để trong tủ lạnh độ khoảng 15-20 phút để cho nó se về mặt thôi. Mình trang trí sau đó thì mình mới để cái bánh ổn định vào tủ lạnh độ 2-3 tiếng thì lúc đấy bánh chúng ta mới gọi là hoàn thành đúng không ạ? Dạ vâng, đến lúc đó thì phần mousse nó mới đông lại hoàn toàn. Khi mà chúng ta cắt bánh ra sẽ không bị chảy. Phần trang trí này thì sẽ do sáng tạo của từng người một. Dạ vâng. Riêng em thì em thỏa thích sáng tạo đúng không? Riêng em thì em rất là yêu thích cái phần cắt hạt lựu. Cho nên là em lựa chọn việc cắt hạt lựu hoa quả để em xếp trang trí thành viền tròn ở xung quanh. Sau khi đã trang trí xong bề mặt của chiếc bánh thì bây giờ mình sẽ tiếp tục đưa bánh vào trong tủ lạnh để trong khoảng từ 2 đến 3 tiếng tới khi phần mousse đông lại hoàn toàn. Lúc đó thì bánh của chúng ta sẽ hoàn thành. Phẩm của chúng ta sau thời gian để tủ lạnh khoảng từ 2 đến 3 tiếng đúng không ạ? Dạ vâng. Thì có thể đông cứng và hoàn thành như này rồi. Nhìn rất là đẹp mắt ạ. Màu xanh của matcha sô-cô-la, đế thì là màu đen. Và bên trên là một lớp màu đỏ của dâu. Vâng. Nhìn rất là hấp dẫn. Bánh này chắc chắn là khi ăn để tủ lạnh là ngon nhất rồi. Dạ vâng. Vậy khi mà thưởng thức cái chiếc bánh này thì cái hương vị, cái người cảm nhận đầu tiên thì sẽ như thế nào? Khi mà các bạn ăn miếng bánh đầu tiên thì chắc chắn hương vị matcha đặc trưng của cái bánh này nó sẽ lan tỏa trong miệng ngay lập tức. Và nó sẽ kết hợp cùng với cái vị chocolate của phần đế bánh, nó làm tăng cái hương vị của matcha lên. Đồng thời là cái vị chua nhẹ của dâu tây nó sẽ cân bằng lại độ ngọt ở trong bánh á. Thì em thấy rằng là bánh matcha này phù hợp với tất cả mọi người, từ trẻ em tới cả người lớn. Tuy nhiên chúng ta chỉ cần lưu ý một chút xíu thôi, đó là bánh matcha hay là bất kể một loại bánh mousse nào khác thì cũng rất là dễ bị chảy khi để ở nhiệt độ phòng quá lâu. Vì vậy khi mà chúng ta ăn thì chúng ta mang ra khỏi tủ lạnh và phải ăn ngay. Thế với cái bánh này thì mình sẽ bảo quản trong được bao nhiêu lâu và ăn vào thời điểm nào là ngon nhất? Loại bánh lạnh này hay là bất kể một loại bánh ngọt nào khác thì chúng ta ăn ngon nhất trong vòng 3 ngày. Và chúng ta sẽ ăn ngon nhất ở trong thời điểm khi mà chúng ta dùng nhâm nhi bữa trà chiều hoặc là một chút nhẹ nhàng vào bữa sáng cũng được ạ. Và bây giờ thì mình sẽ cắt một lát bánh nhỏ để các bạn có thể nhìn rõ ở phía trong chiếc bánh khi cắt ra sẽ như thế nào. Nhìn thấy rằng lớp mousse của chúng ta rất là mềm mịn và không bị lợn cợn. Vì thế mà khi mà chúng ta ăn miếng bánh vào miệng thì nó sẽ tan ở trong miệng rất là nhanh. Và độ ngọt cùng với độ chua kết hợp với nhau rất là vừa phải và hết ý. Nếu như chiếc bánh này mà đổi thành là một lớp xoài cũng rất là đẹp mắt đúng không ạ? Dạ, lớp vàng bên trên. Dạ. Đâm ra là hoa quả thì các bạn có thể lựa chọn theo khẩu vị của mọi người, nhưng mà mình lưu ý màu sắc một tí để kết hợp thì để cho chiếc bánh của chúng ta khi mà ra thành phẩm thì sẽ rất là đẹp mắt. Và hy vọng với sự hướng dẫn của bạn Sơn ngày hôm nay thì khán giả của Ngon và Lành có thể thực hiện thành công chiếc bánh này để cho mọi người trong gia đình được thưởng thức. Với chiếc bánh mousse trà xanh này tôi nghĩ là khá đơn giản, không hề cầu kỳ một xíu nào. Nhất là lại không cần phải lò nướng nữa đúng không ạ? Thì các bạn có thể làm trong mọi lúc và vào mọi nơi. Vâng, xin chào quý vị các bạn và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong chương trình lần sau.